Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 17 tháng 2. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Hội nghị phòng chống hạn và xâm nhập mặn các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Hàng ngàn hecta lúa ở huyện Kiên Lương, Kiên Giang bị thiệt hại do nước mặn xâm nhập. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Vĩnh Long kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Phóng sự Vĩnh Long quyết tâm đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Tin trong nước, khai mạc phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết. Và các bạn, trước tình hình hạn mặn xâm nhập bất thường tại đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị phòng chống hạn và xâm nhập mặn tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tại hội nghị, vấn đề mà các đại biểu quan tâm là tình hình hạn mặn đã và đang diễn ra khá gay gắt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, dù chưa phải là cao điểm của mùa khô năm 2016. Đã có hơn 100.000 hecta lúa đông xuân 2015-2016 tại khu vực Nam Bộ bị ảnh hưởng nặng, nhiều nhất ở tỉnh Kiên Giang, Cà Mau. Nhiều nơi trong vùng đã bị thiếu nước sinh hoạt. Hiện nay, tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã công bố thiên tai xâm nhập mặn cấp độ 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hạn hán thiếu nước đã diễn ra, thậm chí ngay cả trong các tháng mùa lũ năm 2015. Lượng dòng chảy các sông thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 30-50%, một số nơi hụt tới 80%. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của El Nino kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua, làm cho nền nhiệt độ tăng cao, thiếu hụt lượng mưa là nguyên nhân gây ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long 2015-2016 là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng và còn kéo dài đến hết mùa khô năm nay, gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì thế, ngay từ bây giờ, các tỉnh thành cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt và đưa ra các giải pháp phòng chống hạn và xâm nhập mặn kịp thời. Cái thứ nhất là phải chủ động giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sản xuất, đặc biệt đảm bảo cuộc sống của nhân dân, nhất là đảm bảo nước uống với nhiều biện pháp. Tinh thần chỉ đạo thứ hai là biện pháp ngắn hạn kịp thời, nhưng đồng thời có lộ trình bước đi dài hạn, có tầm nhìn dài hơn và chủ động. Tinh thần chỉ đạo thứ ba là phải sử dụng ngân sách hiệu quả nhưng mà kịp thời. Và tinh thần chỉ đạo thứ tư, các bộ ngành đặc biệt là phải chủ động dự báo và làm tốt công tác thông tin truyền thông cho nhân dân. Đã là thiên tai thì chúng ta phải giải quyết nhanh và kịp thời. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc còn chỉ đạo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tích cực kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp phòng chống hạn xâm nhập mặn tại từng địa bàn cụ thể. Nhất là ở các tỉnh ven biển, tích cực nạo vét kênh mương, làm thủy lợi nội đồng, phân phối nước hợp lý, sử dụng nước tiết kiệm, trữ ngọt, ngăn mặn, góp phần đảm bảo đời sống người dân và bảo vệ diện tích đất sản xuất lúa, vùng nuôi thủy sản. Ủy ban dân tỉnh Tiền Giang vừa có quyết định công bố thiên tai xâm nhập mặn cấp độ 1 trên địa bàn tỉnh và giao cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì phối hợp với các sở ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch phòng chống xâm nhập mặn, tập trung quyết liệt thực hiện tốt công tác phòng chống xâm nhập mặn, bảo vệ di tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Cũng do thời tiết diễn biến bất thường, nước mặn xâm nhập sớm nên đã làm hàng ngàn hecta lúa đông xuân ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại nặng nề, một số diện tích lúa bị mất trắng hoàn toàn. Đây là trà lúa đông xuân sắp thu hoạch của nông dân xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương đang chết dần như thế này. Theo nhiều hộ dân cho biết, vào khoảng cuối tháng Chạp năm Ất Mùi thì nước mặn đã xuất hiện, độ mặn đo được trên 2/1000 nên không thể bơm nước vào ruộng. Chính vì vậy nên lúa bị thiệt hại nặng nề như thế này. Lúa 19 là nước bị xâm nhập mặn vô rồi. Rồi bây giờ nó ngay cái cử lúa mình chỗ bông để mình lấy nước vô, đưa nước vô để cho hạt lúa, cây lúa vô gạo. Mà bây giờ nước ở dưới sông thì nó mặn tới 5-6/1000, còn dưới đáy tới 7-8/1000, có khi 10-mấy/1000 nữa, rồi đâu có dám đưa vô. Nước mặn giờ còn nhiều 4-5/1000, nông dân không thể lấy nước vô ruộng được. Lúa giờ nó bị xèo.
chết sắp hết. Còn đây là trà lúa đông xuân của bà con nông dân khu phố Lung Khana, thị trấn Kiên Lương. Với diện tích 320 hectare đang thu hoạch, thì đã có không ít diện tích bị thiệt hại nặng nề. Lúa có bông nhưng không có hạt. Nếu thu hoạch thì không đủ chi phí, nên người dân đành phải bỏ, không thu hoạch. Giống liếng coi như mất hết. Thì cái đầu tiên á thì nó chỗ lên thì trắng lắm, đẹp lắm. Rồi tới nó vô gạo hơi hơi vậy nó cong, nó trắng hết trơn luôn à. Đó. Rồi tính kêu lấy kêu máy cắt chắc không đủ tiền máy cắt, tính bỏ luôn rồi. Đó. Tính nào bây giờ nó là kiểu mà nó thắt trắng luôn rồi đó. Là nó không có hậu cắt làm gì, không đủ tiền máy cắt nữa. Huyện Kiên Lương có tổng diện tích lúa đông xuân gần 22.000 hectare. Thì đã có gần 6.000 hectare bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn. Số cái diện tích mà cũng bị ảnh hưởng do thời tiết là do cái gió và cái nhiệt độ thấp là vào ngay từ thời điểm Tết đó, tức là 29 và mùng 1 Tết thì cái gió quá mạnh, cho nên cái số mà diện tích mà trổ vào cái thời điểm này thì nó ảnh hưởng với cái quá trình thụ phấn đầu hạt. Cái diện tích này trên địa bàn huyện thì cũng khoảng 5.000 hectare là bị ảnh hưởng, là không lên hạt được, không vào hạt được. Còn cái mức độ thiệt hại cỡ nào thì chúng tôi sẽ có cái khảo sát để có cái số lượng chính thức về cái diện tích và cái mức độ cái thiệt hại do cái diễn biến của cái gió của cái ngay cái đợt Tết vừa rồi. Đây không phải là vụ đầu tiên mà đã 3 vụ lúa liên tiếp người nông dân bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng xâm nhập mặn như thế này. Nếu không có giải pháp khắc phục, nguy cơ dẫn đến người nông dân bỏ đất, chuyển đổi ngành nghề để đảm bảo cuộc sống trong thời gian tới là rất cao. Thưa quý vị và các bạn, tình hình hạn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng đồng bằng sông Cửu Long vừa được Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam gửi thông báo khẩn cấp đến các tỉnh. Theo dự báo thì mùa khô năm nay, mặn tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ xâm nhập sâu, sớm và kéo dài. Từ đầu tháng 2 đã có sự gia tăng đột biến trong thời gian khoảng một tuần của dòng chảy từ thượng lưu về đồng bằng. Do đó, tình trạng xâm nhập mặn sẽ có một số thay đổi quan trọng. Dự báo từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2, độ mặn sẽ giảm khá mạnh trên các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Đối với vùng ven biển Đông, dọc theo các cửa sông Cửu Long, trên các sông chính trong phạm vi cách biển khoảng 25 đến 40 km, có khả năng xuất hiện nước ngọt, nhất là vào lúc triều thấp, chân triều. Một số cống đầu nguồn của các hệ thống ngọt quá như Gò Công, Tiền Giang, Nam Mang Thích thuộc Trà Vinh, Vĩnh Long có xuất hiện nước ngọt khá dồi dào. Đối với vùng ven biển Tây, ven sông Dàm Cỏ, Long An, xâm nhập mặn có cải thiện nhưng không nhiều như vùng ven biển Đông. Từ tháng 2 trở đi, mặn có khả năng duy trì ở mức cao, nghiêm trọng như đã dự báo trước đó. Với điều kiện thuận lợi về nguồn nước ngọt chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đề nghị các địa phương khẩn trương gia tăng việc lấy nước ngọt trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2 để kịp thời phục vụ sản xuất. Xin chuyển sang các thông tin khác. Hôm nay, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Vĩnh Long đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 tại thành phố Vĩnh Long và các huyện Long Hồ, Mang Thít và Vũng Liêm. Các địa phương cho biết đã thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo hướng dẫn của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, từ khâu nắm nguồn, đăng ký, xét duyệt, khám sức khỏe, đúng trình tự các bước, đúng luật nghĩa vụ quân sự. Cơ quan quân sự cấp huyện đã thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự trong phối hợp thực hiện công tác xã hội hóa, việc đóng góp tặng quà, sổ tiết kiệm cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đến nay, 100% thanh niên ở các địa phương trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này đã có mặt tại gia đình sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ông Nguyễn Văn Quang biểu dương nỗ lực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Lưu ý các địa phương phát huy tốt vai trò của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình và thành viên trúng tuyển thực hiện tốt quy định luật nghĩa vụ quân sự mới, chú ý đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo sức khỏe cho thanh niên, tổ chức tốt hoạt động hội trại tổng quân, kịp thời tham mưu cho các ủy chính quyền các cấp trong giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Cũng trên lĩnh vực quốc phòng, sáng nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khai giảng lớp tập huấn chỉ huy trưởng quân sự xã phường thị trấn năm 2016.
có 109 chỉ huy trưởng quân sự xã phường thị trấn được quán triệt tập trung làm rõ vấn đề cơ bản về đối tượng đối tác, nâng cao khả năng tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ quân sự chủ chốt cấp xã những nội dung cơ bản về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương về công tác quân sự quốc phòng ở cơ sở. Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long cho biết, trong kỳ thi học sinh giỏi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, Vĩnh Long có 7 học sinh đoạt giải. Trong số này có 1 học sinh đạt giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích tập trung ở 3 trường: Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Vĩnh Long, Trung học Phổ thông Hòa Bình, huyện Trà Ôn và Trung học Phổ thông Long Phú, huyện Tân Bình. Theo đánh giá của Sở Dục Đào tạo thì số học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm nay giảm so với năm trước nhưng chất lượng giải tăng hơn. Những học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học trong mùa tuyển sinh năm 2016. Thưa quý vị các bạn, để nâng cao chất lượng giáo dục bậc mầm non, chuẩn bị tâm thế cho trẻ trước khi vào lớp 1 thì đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi được cả nước tích cực thực hiện. Tại Vĩnh Long, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể nên tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án và quyết tâm đạt chuẩn vào cuối năm học 2015-2016 này. Trường Mẫu giáo Phước Hậu có 7 điểm trường, 12 lớp học với trên 350 trẻ, trong đó có 166 trẻ 5 tuổi. Mặc dù còn thiếu nhiều phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc và đồ dùng đồ chơi ngoài trời cho trẻ, nhưng nhà trường đã nỗ lực vận động phụ huynh và tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương trong việc đầu tư cơ sở vật chất cho trường. Nó thiếu phòng học, cho nên là qua mượn cái phòng truyền thống của Ủy ban dân xã Phước Hậu, đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 thì được sở cấp và phòng cũng trang bị, nhưng mà nó cũng vẫn còn thiếu, chưa có đủ, cho nên là nhờ xã hội hóa giáo dục cũng như là giáo viên làm đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu địa phương để thay thế đồ dùng để cho nó đạt được 92% trở lên để đạt phổ cập. Nhà trường năm học này thì cũng họp phụ huynh để mà vận động phụ huynh cho trẻ ở lại ăn bán trú để ngủ được tại trường để đảm bảo về dinh dưỡng cũng như là về sức khỏe của trẻ. Huyện Vũng Liêm cũng là một trong những huyện gặp nhiều khó khăn trong phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Toàn huyện hiện thiếu hơn 50 phòng học cho trẻ 5 tuổi và gần 40 giáo viên. Để giải quyết những khó khăn này, địa phương đã đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành, các cấp. Mặc dù là khó khăn như thế nhưng mà đối với huyện Vũng Liêm cũng quyết tâm là sẽ thực hiện cái công tác phổ cập mầm non 5 tuổi ở cuối năm học 15-16 này phải đạt. Bằng cái giải pháp là chính quyền địa phương với phòng giáo dục mượn tạm các cái phòng tiểu học cũng như là trụ sở ấp để cho các em 5 tuổi học, làm sao đảm bảo là 90% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi trên ngày. Và cái thứ hai, đối với giáo viên mà thiếu thì chúng tôi sẽ tiến hành tuyển dụng và hợp đồng là giáo viên để cho dạy cái lớp 5 tuổi. Và cái thứ ba, đối với đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 thì chúng tôi cũng tham mưu với Ủy ban huyện để sử dụng cái kinh phí mua sắm cho các trường để đảm bảo sau năm học 15-16 này huyện Vũng Liêm đạt cái chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi theo bộ quy định. Cùng với sự nỗ lực của các địa phương để đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long đã vận động đầu tư nhiều nguồn lực để phân bổ cho các địa phương xây dựng phòng học, bếp ăn bán trú, mua sắm đồ dùng đồ chơi cho trẻ 5 tuổi. Trong đó, đẩy mạnh các dự án công trình xây dựng từ nguồn kinh phí hơn 168 tỷ đồng do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tài trợ để thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Trong thời gian vừa qua thì sự hỗ trợ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long với cái danh mục đầu tư 42 công trình, tổng số tiền là trên 168 tỷ là một cái sự hỗ trợ rất là lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với ngành trong cái việc mà quyết tâm để mà hoàn thành cái đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi để tỉnh Vĩnh Long của chúng ta có thể hoàn thành vào năm học 2015-2016. Thì về phía ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của tỉnh thì cũng đã có cái chỉ đạo đối với các sở ban ngành trong cái việc phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện thì thành phố để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng các cái công trình này để mà cuối năm học hoàn thành cái cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ đáp ứng cái tiêu chuẩn về cơ sở vật chất. Thì song song bên cạnh đó thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã chủ động làm việc phối hợp với
ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện, xã để mà rà soát lại cái hệ thống số liệu cũng như là những cái minh chứng hồ sơ liên quan đến các cái tiêu chuẩn về đội ngũ, về giáo viên để mà hoàn thành cái bộ hồ sơ trong cái thời gian 5 năm để mà trình bộ về phê duyệt. Vĩnh Long hiện có 83 trên 109 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, với 4 trên 8 huyện đạt chuẩn. Để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi vào cuối năm học 2015-2016, ngoài những giải pháp trên, Vĩnh Long đang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và nâng cao ý thức cộng đồng về công tác chăm lo giáo dục trẻ mầm non, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tập trung cải tạo nâng cấp các hệ thống cung cấp nước sạch tập trung và phát triển hệ thống đường ống phân phối tại các đô thị, nên đến nay 96% hộ dân ở khu vực này của tỉnh Vĩnh Long có nước sạch sử dụng. Trong năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Vĩnh Long đã đầu tư trên 96 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp các hệ thống cung cấp nước sạch tập trung và phát triển hệ thống phân phối nước sạch tại các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. Đáng kể là việc đầu tư nâng công suất nhà máy nước thành phố Vĩnh Long lên 35.500 mét khối một ngày đêm, nâng công suất nhà máy nước Trà Ôn lên 1.500 mét khối một ngày đêm. Doanh nghiệp còn đầu tư trên 16 tỷ đồng phát triển thêm 60.000 mét ống phân phối, lắp đặt thêm hơn 5.000 đồng hồ nước cho các hộ dân ở khu vực đô thị. Sau thời gian nghỉ Tết dài ngày, nông dân đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ lúa đông xuân. Tuy vậy, thị trường lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn ổn định, giá đang ở mức cao. Cụ thể, lúa tươi IR50404 hiện có giá từ 4.400 đồng đến 4.600 đồng một ký. Gạo nguyên liệu của giống lúa OM4900 có giá khoảng 7.700 đồng một ký, OM5451 khoảng 7.200 đồng một ký. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu cũng ổn định ở mức là từ 330 đồng đến 330 đến 370 đô la Mỹ một tấn đối với gạo là 25% tấm và 400 đến 430 đô la Mỹ một tấn đối với gạo 5% tấm. Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, thị trường xuất khẩu gạo đến hết quý 2 tới khá tốt. Các nước nhập khẩu gạo lớn như là Philippines, Trung Quốc, Indonesia và Malaysia có nhu cầu nhập gạo để ổn định nguồn cung lương thực trong nước thiếu hụt do tác động hạn hán từ El Nino gây ra. Một điểm mới trong đầu năm mới này là Trung Quốc, một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam, đã chuyển sang ăn gạo chất lượng cao. Với nhu cầu gạo cao, dự báo giá lúa gạo trong nước thời gian tới vẫn duy trì ở mức cao, mặc dù nông dân đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ lúa đông xuân. Sáng nay ngày 17 tháng 2 tại Hà Nội, phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 khai mạc. Nhiệm vụ quan trọng của phiên họp này là chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 sẽ diễn ra vào tháng 3 tới. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Quốc hội cũng sẽ hoàn tất cơ bản công tác hướng dẫn thi hành Hiến pháp 2013, tiếp tục thông qua các luật để cụ thể hóa Hiến pháp 2013, quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong 5 năm tới, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2016, cho ý kiến về nội dung thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Australia về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực hiệu quả của công tác thông tin xúc tiến thương mại thông qua đổi mới về mô hình, phương thức, cơ chế tài chính thực hiện thông tin xúc tiến thương mại. Mục tiêu của đề án là triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực hiệu quả của công tác thông tin xúc tiến thương mại thông qua đổi mới về mô hình, phương thức, cơ chế tài chính, trong đó ưu tiên các nguồn lực ngoài nhà nước để phục vụ hoạt động thông tin xúc tiến thương mại.
Đề án phấn đấu đến năm 2020, 100% doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức kinh tế, thương nhân nước ngoài có nhu cầu đều có thể tiếp cận và khai thác thuận lợi nguồn thông tin xúc tiến thương mại chính thống, có chất lượng. Phấn đấu 100% cơ quan xúc tiến thương mại ở trung ương và địa phương, các cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng được kết nối vào hệ thống liên kết, trao đổi thông tin xúc tiến thương mại quốc gia. Đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Truyền thông nước ngoài đưa tin Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Mỹ triển khai đội máy bay tiêm kích tàng hình tối tân nhất thế giới F-22 Raptor đến Hàn Quốc, một động thái nhằm phô trương sức mạnh quân sự trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Kênh truyền hình Fox News của Mỹ hôm nay dẫn các hình ảnh chụp từ vệ tinh dân sự cho thấy Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo Fox News, một quan chức của Mỹ đã xác nhận độ chính xác của các bức ảnh trên. Theo kênh truyền hình Fox News, những hình ảnh từ vệ tinh Inmarsat International cho thấy có hai khẩu đội gồm 8 bệ phóng tên lửa đất đối không cùng với một hệ thống radar trên đảo Phú Lâm. Kênh này dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết dường như đó là hệ thống phòng không HQ-9 có tầm bắn 200 km. Trong cuộc họp báo vào chiều nay, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ quan ngại trước thông tin cho rằng Trung Quốc đã triển khai tên lửa đến Biển Đông. Động thái đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và các hành động làm gia tăng căng thẳng, nhiều bồi đắp, xây dựng phục vụ mục đích quân sự là mối lo ngại chung của cộng đồng quốc tế. Nhật Bản vô cùng quan ngại và không thể chấp nhận các hành động này. Hôm nay, một phi đội gồm 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã bay trên bầu trời Hàn Quốc, động thái nhằm phô trương sức mạnh của hai nước đồng minh này đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng gần đây tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh. Hồi tuần trước, Mỹ đã đưa tàu ngầm tấn công USS Bắc Carolina tham gia tập trận chung với các lực lượng Hàn Quốc. Washington cũng đang có kế hoạch đưa tàu sân bay USS John Tenet tham gia các cuộc tập trận hàng Mỹ dự kiến bắt đầu vào tháng tới. 4 chiếc chiến đấu cơ F-22 đã bay ở tầm thấp phía trên căn cứ không quân Osan thuộc tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul khoảng 55 km về phía nam. Là máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5 đầu tiên, F-22 Raptor có khả năng tấn công lẫn trinh sát và chiếm ưu thế trên không. Đây là loại máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình cao nhất, xuyên thủng mọi hệ thống phòng không. Rất hiếm khi Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình cùng một lúc tới Hàn Quốc. Phát biểu tại căn cứ không quân Osan, Trung tướng Terence O'Shaughnessy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Hỗn hợp Mỹ-Hàn nhấn mạnh việc triển khai máy bay F-22 đến Hàn Quốc cho thấy Washington nghiêm túc thực hiện cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc trước những động thái được cho là nguy hiểm từ phía Triều Tiên. Hàng trăm ngàn binh sĩ từ 20 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã tập trung tại thành phố Hab al-Batin của Ả Rập Xê Út để tham gia cuộc tập trận chung mang tên Thần Sấm Phương Bắc, chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 10 tháng 3 tới. Đây được xem là cuộc tập trận quy mô lớn nhất ở Trung Đông từ trước tới nay, xét cả về số nước tham gia lẫn lượng vũ khí được sử dụng. Cuộc tập trận quy tụ 350.000 binh sĩ thuộc các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân của 20 quốc gia, trong đó có Ả Rập Xê Út, Pakistan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Qatar. Nhiều loại vũ khí hiện đại cũng được huy động cho cuộc tập trận này như máy bay chiến đấu, xe tăng, các hệ thống phòng không. Mục tiêu chính của cuộc tập trận là thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu cao của các lực lượng vũ trang tham gia cũng như sự sẵn sàng và khả năng thành công trong các chiến dịch chung. Cuộc tập trận Thần Sấm Phương Bắc được tiến hành chỉ vài tháng sau khi Ả Rập Xê Út tuyên bố thành lập liên minh quân sự gồm 35 quốc gia Hồi giáo và Ả Rập để chống lại chủ nghĩa khủng bố trong khu vực. Thông tin về việc Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua cảnh báo Ả Rập Xê Út không sử dụng bộ binh ở Syria sẽ mở đầu cụm tin nhắn của chúng tôi ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Tuyên bố trong buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Bỉ tại Brussels, Ngoại trưởng Iran Zarif nêu rõ, việc đưa quân vào Syria mà không có sự cho phép của chính quyền nước này là vi phạm luật pháp quốc tế và cực kỳ nguy hiểm bởi nó chỉ càng tạo thêm sự thù địch. Thay vào đó, các nước nên tập trung nỗ lực cùng nhau tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại Syria.
Bộ Y tế Mexico mới đây cho biết, tính đến ngày 16 tháng 2, quốc gia này đã có 80 ca nhiễm virus Zika, trong đó có 6 phụ nữ mang thai. Để ngăn chặn virus lây lan, chính quyền các bang đã chỉ đạo lực lượng y tế tiến hành phun thuốc diệt muỗi tại các khu vực có nguy cơ cao, những khu vực tập trung đông người và thông báo kịp thời các ca nhiễm mới tới người dân. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI vừa mở cuộc điều tra về vụ việc được cho là tấn công điện tử nhằm vào cơ sở dữ liệu của một bệnh viện ở thành phố Los Angeles, bang California xảy ra hồi cuối tuần trước. Hiện giới chức Mỹ vẫn chưa xác định được vụ tấn công này bắt đầu từ khi nào và bao nhiêu dữ liệu của bệnh nhân đã bị đánh cắp. Ông Mehdi Asali, đại diện của Iran tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vừa tuyên bố sẽ là bất hợp lý nếu Tehran tham gia thỏa thuận đóng băng sản lượng mà Nga và ba thành viên OPEC vừa đạt được. Theo đó, Nga cùng Ả Rập Xê Út, Qatar và Venezuela nhất trí duy trì sản lượng ở mức của tháng 1 vừa qua nếu các nhà cung cấp dầu khác cũng làm như thế. Nhật báo xa của Iran dẫn lời ông Asali cho biết Iran cũng là một thành viên của OPEC sẽ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu cho đến lúc đạt tới mức trước khi phương Tây áp đặt trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran. Mới đây, Iran đã xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên sang châu Âu sau khi các lệnh trừng phạt trên được dỡ bỏ giữa tháng 1 vừa qua. Dự kiến trong hôm nay 17 tháng 2, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela sẽ có các cuộc thảo luận với giới chức Iran dày rắc để thuyết phục hai nước này cùng giữ nguyên sản lượng. Đêm qua, giá dầu thế giới đã giảm nhẹ bất chấp thông tin về thỏa thuận giữa Nga và ba nước OPEC. Tại Mỹ, giá dầu ngọt nhẹ giảm 2% và chốt ở mức 29,14 đô la mỗi thùng. Có ý kiến cho rằng thỏa thuận trên sẽ không tác động đáng kể đến cán cân cung cầu trên thị trường dầu bởi mức cung hồi tháng 1 vẫn là dư thừa. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.